Chào mừng các bạn đến với kênh Điện Nước 824. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái ứng dụng của cái dây kẽm này trong cái ngày sửa điện nước của mình nha các bạn. Thì hai cái ứng dụng này thì mình cũng đã áp dụng lâu rồi, nhưng mà hôm nay chia sẻ là để các bạn biết mà các bạn có thể áp dụng thử và các bạn bình luận cho mình là cái hiệu quả của nó như thế nào nha các bạn. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái dây kẽm này là để cắt cái ống âm tường. Thì đối với cái ống nhựa đó các bạn, thì nếu mà nó nằm bên ngoài thì mình sử dụng cây kéo cắt hoặc là cái lưỡi cưa để cắt, thì cái đó nó rất là đơn giản rồi. Nhưng mà khi mà mình sửa chữa, mình đục cái ống ở trong âm tường đó, thì mình không thể nào mà mình đưa cái lưỡi cắt hoặc là cái lưỡi cưa vô trong đó cắt được. Thì cái sợi dây kẽm này đến lúc này thì nó sẽ trở nên rất là quan trọng nha các bạn. Đầu tiên là bạn cần hai cái khoen từ ống 27. Rồi, một đoạn dây kẽm cỡ chừng 1 ly, 1 ly ha các bạn. Thì đầu tiên một cái đầu đó mình sẽ cột nó vào một cái khoen của cái ống này trước. Còn cái đầu bên kia thì các bạn khoan cột cái khoen vào, mà mình sẽ đó, giả sử cái ống này là cái ống ở trong âm tường, mình chỉ đục ra được một cái mặt của cái phía trước thôi nha, còn ở phía trên, phía dưới và mặt sau của nó thì là đều bị cái tường che lại. Do đó thì bạn là cố gắng moi nó như thế nào đó để cho cái sợi dây kẽm này nó xỏ qua được cái phía sau của cái ống ha. Thì cái động tác này thì nó cũng rất là khó khăn, nhưng mà nếu mà chỉ là một cái lỗ nhỏ để mà xỏ dây kẽm qua thì nó vẫn dễ dàng hơn là mình đục rộng cái đúng là để mà vẫn dễ hơn là mình đục rộng ra để mà đặt cái lưỡi cưa vào. Thì các bạn mới xỏ tiếp cái khoen thứ hai nha. Mục đích cái khoen này là để cho mình dễ giữ chặt nó, mình dễ giữ chặt cái sợi dây kẽm này nó không có bị đau tay ha. Sau khi mà nó hình thành như vậy rồi đó thì mình sẽ chuẩn bị cắt nó theo cái điểm mình mong muốn ha. Rồi các bạn còn phải chuẩn bị là một ít nước và một cái khăn thấm nước ha. Thì khi mà cái ống này nó nằm yên ở trong tường rồi đó thì nó rất là vững chắc, thì các bạn mới là kéo nó như thế này. Các bạn cũng không có kéo mạnh quá nha, mình kéo với một cái lực vừa phải thôi. Khi mà các bạn thấy nó bắt đầu nó nóng lên á, mình lấy cái sợi dây, lấy cái một cái khăn mình thấm nước, mình lau cái dây kẽm này để cho nó nguội đi rồi mình mới cưa tiếp nha các bạn. Các bạn lưu ý là mình không đụng tay vào đây nha, này nó nóng dữ lắm, phỏng tay luôn đó các bạn. Thì cái này nó phải có một cái sự kiên nhẫn nhất định, do đó thì bạn cắt từ từ thì nó sẽ đứt cái ống ra thôi. Nhưng mà cứ một lúc là mình lại phải thoa nước cho nó nguội cái dây kẽm một lần, chứ không thôi là nó sẽ bị đứt cái dây kẽm nha các bạn. Bạn nghe cái tiếng của nó nặng có nghĩa là cái dây nó nóng lên, rồi mình lại nhúng, phải nhúng nước nó một lần.
Cái này bạn thấy nó cắt được hơn 50% rồi đó các bạn. À, thấy nó bốc khói luôn, chứng tỏ là nó rất là nóng. Cái lực ma sát cho một cái áp suất lớn thì nó rất là nóng. À, như vậy là mình đã cắt được một cái ống. Thì các bạn lưu ý là cái này nó có thể cắt được từ ống 21 cho đến ống 90 luôn nha các bạn. Thì tất nhiên là cái ống càng lớn thì cái thời gian mình cắt phải lâu hơn. Và cái bạn nên nhớ là cái bí quyết của nó là nằm ở cái chỗ là bạn phải làm nguội cái làm mát cái sợi dây này thì nó mới không bị đứt nha các bạn. Nếu mà mình kéo mà không làm mát nó thì là mình lại phải thay bị đứt dây, mình lại phải thay dây nhiều lần mới mới cắt được một cái ống. Rồi tiếp theo là mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách làm một cái cổ dây để mà siết cái ống mềm nó bao một cái ống cứng lại. Thì cái thao tác này thì trong cái quá trình sửa nước đó là mình rất là hay gặp. Thì đối với một cái ống mềm mà mình bao một cái ống cứng lại, tất nhiên là nó phải là hình tròn nha các bạn. À, mình thì thường thì là người ta sẽ sử dụng một cái cổ dê. À, cổ dê nó có rất là nhiều cỡ. Ví dụ cái cỡ này 21 thì mình mua cái cổ dê 21. Còn cái cỡ lớn hơn 27, 34 thì nó có những cái tương ứng. Nhưng mà cái cách mình sử dụng dây kẽm này thì nó sẽ xài được cho các cỡ luôn. Tùy theo cái độ dài của cái đó mà mình tùy theo cái độ dài mà mình sử dụng. Mình không cần phải là mua cái cổ dê. Đầu tiên là bạn cắt một cái đoạn dây kẽm tương đối dài ha, khoảng chừng 6 tấc này. Rồi các bạn quấn nó qua một vòng ha, cặp đôi nó lại quấn qua một vòng. Cái vòng thứ nhất là mình xỏ qua giữa, nằm giữa hai cái nằm giữa cái chỗ đê đường cặp đôi của nó. À, rồi tiếp theo lại quấn tiếp một vòng nữa. Rồi xỏ tiếp qua như vậy. À, chuẩn bị cho mình một cái ống 27, chiều dài là 8 cm. À, cái đầu này mình cắt nó hơi xiên xuống. À, cắt cái chiều này nó hơi quát xuống như vậy ha. Còn cái đầu trên đây thì là mình sẽ cắt cho nó hai cái tam giác để cho nó thành một cái điểm giữ cái gờ tròn. À, mục đích là khi để mình làm cái gờ giữ cái cây kèm mỏ nhọn này nè các bạn. Nha. Mình không cần chính xác lắm, chỉ cần để có một cái điểm tựa cho cái này. Rồi thì tiếp theo đó là sau khi như vậy thì bạn xỏ cái dây này vào đây. Rồi thì cái này để đơn giản mình canh cắt bớt ra nó cho nó gọn. À, là sau khi mà nó xỏ qua cái ống này thì các bạn chỉ việc là vặn cái này theo cái chiều kim đồng hồ. Rồi, để cho nó tăng, giống như là nó tăng đưa cái sợi dây kẽm này lên đó các bạn. Rồi các bạn chú ý là khi mà nó gần tới đây nè là mình sẽ cầm cái này cho nó cản lại ngay cái chỗ mà nó chập đôi lại đó các bạn. Rồi là mình chỉ việc là vặn cái này cho nó siết chặt lại. Chỉ vặn nhẹ nhẹ thôi. Rồi là cái lực của cái lực xoắn này nó rất là lớn, thành ra là nó kéo cái dây này nó căng lên hết mức luôn.
nó kéo cái dây này căng lên hết mức. Rồi khi mà bạn thấy nó nặng tay rồi không xoắn được nữa đó thì mình sẽ bẻ ngược lại cái này như vậy. Rồi các bạn mở nó ra. Rồi các bạn thấy không, nó kẹp rất là chắc, kẹp vô cùng chắc luôn các bạn, nó còn chắc hơn là cái cổ dê nữa đó các bạn, nó còn chắc hơn là cái cổ dê chính thức này, rất chắc. Rồi nó ôm rất là sát, thì giờ cái ống này là nó ôm sát là mình không có thể xoay được nữa nè các bạn. Rồi bây giờ mình đã thử cái lực lực bám sát của nó cho các bạn xem ha. Mình kẹp lại cái đầu này. Rồi, cái này là mình dùng cái lực rất là mạnh mà kéo nó bằng nó không ra được. Thưa các bạn, vừa rồi là mình chia sẻ với các bạn cái cách mà dùng dây kẽm để mà cắt cái ống âm tường và cái cách mà làm cái cổ dê từ dây kẽm để mà thắt những cái ống mà mềm vẫn dính vào cái ống cứng, thay thế cho cái cổ dê rất là hiệu quả. Thì cái này là mình có một cái tiện lợi là mình không cần phải mua cái cổ dê và mình không cần phải là mua đúng cái số cỡ của nó, mà mình sẽ căn cứ trên cái chỗ mình cần làm mà mình chỉ cần cắt cái sợi dây ngắn hoặc là dài. Còn cái ống này thì nó luôn luôn có sẵn ở ở bên thợ điện nước cũng như là trong trong nhà của bạn cũng có, thì mình chỉ cần làm một cái động tác rất là đơn giản và để dành lại xài cho những cái trường hợp sau cũng được. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu mà các bạn thích thì các bạn nhấn nút like hoặc là bạn đăng ký kênh nếu mà bạn chưa đăng ký kênh. Các bạn cũng có thể để lại bình luận, các bạn đóng góp thêm cho mình những cái ý kiến, chia sẻ những cái hay và những cái mà mình nói lên những cái mà mình vẫn chưa làm được để mình để cải tiến những cái video sau cho nó tốt hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.